sự tham gia của các diễn viên Mục Đình Đình trong vai Bạch Mai Anh, Củ Mùi, Trần Hạo Dân trong vai Võ Thần Tài, Lưu Phong, Đàm Diệu Văn trong vai Kim Bất Quán, Trần Tử Hàm trong vai Bát Công Chúa, Nghe Tề Dân trong vai Bạch Đại Vương, Quy Á Lôi trong vai Lưu Phu Nhân, Tiền Tuyền trong vai Tứ Công Chúa, Cung Viện trong vai Thanh Nữ, Trần Tú Lệ trong vai Nhị Công Chúa, Chu Minh Tăng trong vai Mộc Phu Thần, Lục Dục Lâm trong vai Mạc Kỳ, Từ Thân Đông trong vai Thất Công Chúa, Trần Uy Hàn trong vai Thú Nhi Thần, Phương Sổ Chân trong vai Tri Hỏa, Luna Bình trong vai Ngọc Thư, Đặng Tiệp trong vai Giang Cầm, Tống Đạt Dân trong vai Hồng Ngọc Khanh và một số diễn viên khác. Đạo diễn Phương Hoàng Nhân. Bộ phim Tiên Kiếm. Tập 71. Chỉ còn cách này thôi. Nè, các người nhìn đi. Ôi trời ơi, đỉnh vàng lớn quá trời. Ôi trời ơi, vàng gì sao lớn kéo vậy? Đúng rồi, có cả. Từ trước tới giờ chưa từng thấy vàng lớn lớn vậy. Phải rồi. Lớn thiệt á. Nhìn kia, thần tài hiển lên, thần tài hiển lên. Kỳ nha. Thần tài hiển lên rồi. Từ đâu mà ra, không biết nữa. Nhìn kia. Mau đuổi theo đi. Trời ơi, nhanh chân lên một chút. Có chuyện gì vậy chứ? Biểu Kim Thiềm Đại Tiên. Hả? Người đâu hết rồi? Ta còn nghe thấy cái gì mà đỉnh vàng lớn. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Hả? Báo với Kim Bất Quán, Lưu Phong đến rồi. Hả? Lưu Phong? Mau Đại Tiên thôi. Kim Thiềm Đại Tiên. Hả? Sao chứ? Lưu Phong đến rồi sao? Đúng vậy Đại Tiên. Tên Lưu Phong đáng ghét đó biến ra một đỉnh vàng thiệt là lớn, dụ hết những người dân ngu ngốc đó đi mất tiêu. Đại Tiên à, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Lưu Phong, sao ngươi cứ phá hoại chuyện tốt của ta vậy? Ta chưa tìm ngươi, ngươi tự đến đập mạng rồi. Ta xem như ngươi yếu mệnh. Được, để ta cho ngươi biết ngươi có mạng đến, không có mạng gì. Hả? Miếu Kim Thiềm Đại Tiên. Ba mẫu. Từ từ thôi mẫu thân. Chậm thôi. Chậm thôi mẫu thân. Hả? Ôi trời ơi. Có chuyện gì hả? Ơi, con nhìn kìa. Sao mà có diệu cốc như vậy? Chuyện gì vậy Mai Anh? Đột nhiên xuất hiện hiệu quả và cốc. Chẳng lẽ Kim Bất Quán kêu gọi bọn chúng sao? Thái Sơn, ta có việc phải ra ngoài gấp rồi. Quỳnh chăm sóc tốt cho mẫu thân giúp ta nha. Ta về ngay. Hả? Mai Anh con đi đâu vậy? Con về ngay thôi mà. Mai Anh con đi đâu vậy hả? Lưu Phong, ngươi biết rõ chân linh bảo châu trong tay ta, còn dám đến sao? Đúng thật là to gan. Đoạt bảo châu, giết nhạc phụ, tự tay giết tri kỷ, chỉ vì bản chất ích kỷ, không màng tới an nguy của thiên hạ. Hành vi làm trái thiên mệnh, ai ai cũng muốn giết chết ngươi. Hôm nay ta đến là để thay trời hành đạo. Ta phải nhắc cho ngươi nhớ, ngươi chỉ là tên phàm nhân bình thường thôi, dựa vào cái gì mà đấu với ta đi? Suy nghĩ cho kỹ đi. Được thôi, Mạc Kỳ, không ngờ ngươi cũng phản bội lời ta. Sớm biết như vậy, ta đã giết ngươi luôn cho rồi. Ngươi hối hận cũng đã muộn. Hôm nay ta và Lưu Phong sẽ hợp sức giết chết ngươi. Ngươi cho rằng võ công của các ngươi có thể đánh bại được ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nhạc phụ, nhị tỷ, thất tỷ, nhạc sư, Lưu Phong này sẽ báo thù cho tất cả mọi người. Kim Bất Quán, chịu chết đi. Thần thỏ, Lưu Phong đang gặp nguy hiểm, ngươi hãy mau nghĩ cách cứu chàng ấy đi. Củ công chúa à, ta biết tình hình của Lưu Phong rất là nguy hiểm, nhưng mà ta đã hao tổn quá nhiều công lực thực hiện đại pháp, thêm vào đó vì bảo vệ cho hài nhi trong bụng cô đã hao tổn nguyên khí. Huống hồ bây giờ Kim Bất Quán đang có chân linh bảo châu hộ thể, dựa vào pháp lực hiện tại của ta thì không thể nào. Nhưng mà ngươi là thần tiên mà, ngươi hãy mau nghĩ cách giết chàng ấy đi. Dù ta là thần thì cũng không phải là vạn năng. Không phải là ta không muốn giúp, mà thật sự lực bất tòng tâm rồi. Ngươi có thể nghĩ cách, nhưng lúc Kim Bất Quán không có ở đây, hãy cứu những tỷ tỷ của ta có được không? Cái này được đó. Tốt rồi, chuyện này chúng ta không được chậm trễ đâu. Trời ơi, không ngờ ở đây cảnh giới nghiêm ngặt như vậy. Ngươi có làm được hay không vậy? Cửu công chúa à, cô như đang xem thường ta vậy đó. Không có, trong mắt của cô ta vô dụng như vậy à? Ta nói cho cô biết, đối phó những kẻ tầm thường như vậy á, ta căn bản không cần tốn chút sức lực nào hết. Wow, cô đây coi. Là wow. Thần thỏ, không ngờ ngươi tài giỏi quá. Còn phải nói sao, Cửu công chúa, đi vào thôi. Được. Wow. Hey, yeah. Lên Lưu Phong, lên Lưu Phong. Cửu công chúa không được qua đâu, cô không thể qua đó được. Cô phải nhớ, cô còn tiểu hài nhi trong bụng. Nhưng mà Lưu Phong... mạo hiểm đâu. Cẩn thận đó Lưu Phong mà. Mày anh à, nàng ở đây làm gì vậy? Ở đây nguy hiểm lắm, mau về đi. Không, Thím ở đây cùng với chàng mà. Trời ơi, nàng mau về đi. Lưu Phong yên tâm đi, có ta trong chừng cô ấy, không sao đâu mà. Giao cô ấy cho ngươi đó. Kim Bất Quán, chịu chết đi. Hơi, xem ra đã đến đầy đủ hết rồi. Không ngờ các ngươi lại đột nhập vào động cung cứu người. Cách này thì chỉ có mỗi Củ công chúa mới nghĩ ra được thôi. Kim Bất Quán, ngươi dám giết hại phụ dư, nhị muội Thất muội. Hôm nay chúng ta đến đây đòi lại công bằng. Ngươi chờ chết đi. Lũ bại trận mà nói nhiều làm gì. Các ngươi đến đông đủ cũng chẳng làm được gì ta đâu. Tất cả tiến lên. Bày trận. Thập phương câu diệt. Nạp mãn đi. Giảng đồng chí tu. Bỏ. Phu nhân, không sao chứ? Không sao chứ? Nè, đứng lên. Mọi người không sao chứ? Không sao. Không sao. Nghỉ một chút đi. Kim Bất Quán cứ giao cho đệ. Đệ phải cẩn thận. Được, cẩn thận đó. Đệ cẩn thận đó. Kim Bất Quán, trước lúc chết có di ngôn nào không? Mà nói đi. Lưỡng lối không biết hữu thiện, để ta cho ngươi một bài học. Võ công quả nhiên là không hơn được hắn. Chỉ có thể dùng pháp thuật mà thôi. Ngũ hành quả khắc kiêu. Cẩn thận đó. Thần nữ. Lưu Phong. Củ công chúa. Lưu Phong à. Nè, đừng qua đây, nguy hiểm lắm. Chạy qua đây, nguy hiểm lắm đi. Nè, ta phải xem họ. Chạy qua đây. Trời ơi. Liễu Vô Xương, không ngờ là ngươi vẫn còn sống. Mạng của ngươi cũng lớn thật đó. Còn có thể chạy đến đây phá hoại chuyện tốt của ta. Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi luôn. Đừng nói nhiều lời. Ngươi là kẻ đã giết hại phụ thân ta. Từ đó trở đi, ta ở Tuyết Sơn tu luyện. chính là để chờ ngày hôm nay tu thành đại pháp tìm ngươi báo thù. Dựa vào võ công của ngươi sao? Hả? Đông như vậy mà còn không đối phó nổi, một mình ngươi có nổi không? Nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không chịu ngoan ngoãn. Cái chết của phụ thân của ngươi cũng không cho ngươi biết lễ độ hay sao? Được rồi, hôm nay ta sẽ thay hắn để dạy bảo ngươi. Ngươi dám sỉ nhục phụ thân ta? Tiếp chiêu, Cố Lên Biến. Xem ra võ công của ngươi luyện nhiều năm như vậy mà vẫn hoài công thôi. Chẳng trách phụ thân của ngươi đánh giá cao ta như vậy. Ta nói, còn có chiêu nào khác nữa không? Ngươi lại sỉ nhục phụ thân ta. Tiếp chiêu. Hay. Cẩn thận. Lưu Phong. Lưu Phong à. Thần nữ, hãy tỉnh dậy đi. Tỉnh lại đi thần nữ. Cô hãy cố gắng lên đi. Thần nữ à. Thần nữ, cô hãy cố gắng lên. Thần thỏ, người hãy mau cứu cô ấy đi. Vô ích thôi. Ta bị đánh trúng tử huyệt, không thể nào cứu chữa nổi. Nhưng mà chân Kim Bất Quán cũng đã bị Lưu Phong chặt đứt rồi. Vả lại, hắn đã không còn chân linh bảo châu, không thể nào hồi phục công lực. Xem như ta đã báo thù được cho phụ thân. Thần thỏ, không phải ngươi là thần tiên sao? Hãy mau nghĩ cách cứu cô ấy đi. Thần thỏ à, hãy mau nghĩ cách đi, có được hay không? Cửu công chúa à, thần nữ bị đánh trọng thương, toàn bộ linh khí đều tiêu tan. Cho dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế hạ phàm cũng không cứu nổi cô ấy. Vậy không sao. Ta chỉ còn một điều tiếc nuối, chính là trước lúc chết không gặp được Nhạn Thạch. Thật ra cô sớm đã gặp được huynh ấy rồi. Có thật không? Thật ra Nhạn Thạch chính là thần rìu Nhạn Sơn ở trong cây rìu. Huynh ấy vì cứu nhị tỷ của ta đã quá giải được phong ấn, hồi phục nguyên mạo và cả trí nhớ. Huynh ấy và nhị tỷ đã nhận ra nhau, nhưng mà cả hai người đều đã trúng thiềm độc của Kim Bất Quán. Cả hai người đều không qua khỏi, cho nên hai người đó đã chết bên nhau sao? Có thật không? Ừ, đúng vậy. Vậy thì tốt. ta không còn tiếc nuối gì nữa. Dẫu sao hai người yêu thương nhau, có thể chết bên nhau, chính là điều hạnh phúc nhất. Ta chúc phúc cho họ. Thần nữ, cô thực sự không để tâm một chút nào sao? Tất cả ân oán trên thế gian này đối với ta đã không còn quan trọng nữa. Bao nhiêu năm qua, ta đã quen sống ẩn dật, chỉ mong kiếp sau có thể làm hồ điệp vô tư bay lượn giữa đất trời. Xem ra ta không còn dây dưa với bất kỳ ân oán nào trên thế gian này nữa rồi. Ta mãn nguyện rồi. Thần nữ à, Lưu Phong, Cửu công chúa, người già yêu có thể ở bên nhau là điều mà ông trời ban thưởng. Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì hãy hạnh phúc ở bên nhau. Ta chúc phúc cho hai người. Hẹn kiếp sau. Hả? Thần nữ, thần nữ à, thần nữ, thần nữ à, thần nữ, thần nữ, thần nữ, thần nữ à, thần thỏ à, người hãy mau nghĩ cách cứu thần nữ đi. Thần nữ, thần thỏ. Xem ra ông trời có đức hiếu sinh, đã cho nguyện vọng của thần nữ được thành hiện thực. Vô tư bay lượn giữa trời đất, cuối cùng thần nữ cũng được thỏa lòng mong ước rồi. Thần nữ, bảo trọng nha, hãy tin là chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Cửu công chúa, Lưu Phong đại nhân. Hả? Bây giờ Kim Bất Quán đã bị đuổi đi, đoạt được chân linh Bảo Châu. Thuộc hạ khẩn xin Lưu Phong đại nhân và công chúa mau chóng trở về cung, nắm vững ngôi vương của yêu giới. Không sai, yêu giới không thể một ngày không có người cai quản. Không đại nhân công quản yêu giới. Chứ gì, xin hãy nghe Lưu Phong nói một câu. Ý tốt của mọi người, ta và Mai Anh sẽ ghi nhớ. Nhưng mà chúng ta bây giờ là phàm nhân, niên thọ có hạn, đảm nhận trọng trách lớn như vậy e là không thỏa đáng. Hơn nữa bây giờ Kim Bất Quán đã chạy tới nhân gian, ta phải nghĩ cách bắt hắn lại mới được. Phải. Nên cầu xin các vị hãy tìm một người khác. Đứng lên đi. Là vậy. Dạ. Sao đây? Đứng lên đi. Tạ ơn đại nhân. Chứ gì, ta cảm thấy hồ tộc chúng ta từ trước đến giờ đều là trường ngôi cho đích tử. Bây giờ đại dương cũng đã qua đời, luận gia dế thì dương vị nên để lại cho đại tỷ và đại tỷ phu đảm nhiệm. Mọi người thấy sao? Thôi đi, mọi người đều biết, ngoài Củ Mùi ra, ai cũng biết võ nghệ của bá Mùi là cao nhất. Túc trí đa mưu, lanh lợi thông minh, lại có đầy đủ nhân đức. Cho nên ta đề nghị để bá Mùi và Mạc Kỳ thống lĩnh yêu giới. Ý các Mùi ra sao? Đúng vậy, đại tỷ nói rất đúng, Mùi đồng ý. Đúng vậy, đại tỷ nói rất đúng, Mùi đồng ý. Bác công chúa là người rất thích hợp, lão thần không phản đối. Này, không được, Mùi cái gì cũng không. Mùi thấy vẫn là để đại tỷ làm đi. Bác Mùi yên tâm đi, tỷ muội chúng ta và chư vị đại thần sẽ phò trợ cho Mùi. Mọi người thấy có đúng không? Đúng đó bác Mùi. Chúng ta sẽ hỗ trợ Mùi. Tỷ yên tâm đi, Lưu Phong và Mùi sẽ giúp đỡ tỷ mà. Nhưng mà tỷ không biết gì hết. Cửu Mùi à, tỷ thật sự cảm thấy bản thân mình thật sự không thể làm được mà. Bác tỷ đừng từ chối nữa. tỷ xem đó, bây giờ tỷ muội mấy người chúng ta yêu thương lẫn nhau, tất cả đại thần đều ủng hộ mà. Muội cảm thấy chỉ có tỷ cai quản yêu giới thì mới thực sự yên bình mà thôi. Bá tỷ, tỷ nghĩ kỹ đi, đây đều là những gì phụ dương đã kỳ vọng không phải hay sao? Nhưng mà hey, bác tỷ đừng có mà nhân nhị. Đúng đó. Sau này muội và Lưu Phong sẽ thường xuyên tới thăm các tỷ. Được. Nếu mọi người hữu ý tiến cử muội như vậy thì muội sẽ không dám thoái thác nữa. Tốt rồi, thật là tốt quá đi. Vậy thì tốt quá rồi. Mạc Kỳ, huynh có đồng ý cùng muội thống lĩnh yêu giới hay không? Ta vốn dĩ không quan tâm tới vị trí đó, ta chỉ cần có muội thôi. Lan Anh à, bất luận muội muốn làm gì, ta cũng đều sẽ ủng hộ hết mình, mãi mãi không phân ly. Mạc Kỳ. Cùng chúc mừng Trần Tử Hàm. Các vị, chuyện tới bây giờ đã xem như hoàn tất được một nửa rồi. Dẫu là chưa trừ khử được Kim Bất Quán, nhưng mà tân dương của yêu giới đã có người kế vị. Bác công chúa, bắt đầu từ bây giờ cô phải thống trị yêu giới cho thật tốt. Ngoài ra thì cô còn phải cùng Mạc Kỳ bảo vệ sự hòa bình giữa yêu giới và cõi nhân gian. Còn về phía thiên giới, mọi người cứ yên tâm, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo từng chi tiết rõ ràng cho Ngọc Đế. Mọi người bảo trọng, sau này gặp lại. Xin hỏi đại vương việc tiếp theo. Chứ gì đại thần, tiếp đến việc quan trọng nhất chính là để phụ dương chúng ta yên nghỉ. Chúng ta phải cử hành một tang lễ long trọng cho phụ dương. Vậy nên bây giờ mọi người hãy về yêu giới chuẩn bị trước. Đến lúc đó vẫn còn phải nhờ chư vị đại thần thông báo cho tất cả yêu tộc về bái tế. Thần tuân lệnh đại vương. Cứ muội, vậy chuyện kia Bất Quán phải phiền muội lưu ý rồi. Muội biết rồi, bác tỷ yên tâm đi. Tỷ cho các tỷ tỷ về yêu giới làm hậu sự cho phụ dương, sau đó tỷ sẽ liên lạc với muội. Hai người phải cẩn thận đó. Đi thôi. Tỷ đi nha. Đi thôi. Bảo trọng. Bảo trọng. Bây giờ tốt rồi. Ta hãy cùng về nhà đi. Đi thôi. Không ngờ lại xuất hiện ở đâu ra một cái tên Liễu Vô Xương, làm cho ta mất đi chân linh Bảo Châu. Bây giờ ta đã bị mất một chân rồi, lại còn mất luôn cả chân linh Bảo Châu, làm sao có thể phục hồi được đây chứ? Bây giờ không còn pháp lực nữa, biến không ra vàng, sẽ không dụ con người đến cung phụng hương quả được. Không có hương quả, chân của ta không thể nào hồi phục được đâu. Phải tìm cách khác kiếm ra thật nhiều vàng. Các người hãy mau nghĩ cách cho ta, đừng có đứng ngay ra như vậy nữa. Mau nghĩ cách đi, còn ngay ra đó là cái gì nữa chứ? Dạ. Không biết tại sao bây giờ cho nên Bảo Châu đã giành về rồi, nhưng mà trong lòng thiếp cách gì cũng không thấy vui. Vì quyền lực, tham vọng mà làm chết đi rất nhiều người như vậy, thậm chí còn làm cho con người ở nhân gian sống khổ sở nữa. Nàng đúng là thay đổi quá nhiều rồi. Lúc ta quen biết nàng, nàng chỉ có dáng vẻ đanh đá mà thôi. Không ngờ bây giờ nàng lại có thể nói ra những lời nhân từ như vậy. Bái phục, bái phục. Nói gì chứ? Nè, thế tử à, xem, nàng nhẹ tay một chút có được không? Đá, có phải không, vậy không, nàng không có, nàng không có mà. Nàng dịu dàng nhất được chưa? Nàng nhẹ tay một chút đi. Đừng không chạy. Thèm yêu các ngươi, đứng lại cho ta. Chạy đâu cho thoát, mau đứng lại. Chàng nghe được gì vậy? Ta nghe được hình như bên ngoài đang có yêu tinh đuổi theo thềm yêu đó. Hả? Có khi nào là thuộc hạ của Kim Bất Quán không? Cũng có khả năng. Nàng ở lại đi, ta ra ngoài đi. Thiếp đi cùng với chàng. Không được, nàng đang mang thai mà. Ta sẽ không sao. Được đâu. Rồi, hãy cẩn thận đó. Đứng lại, đừng chạy. Ê? Hả? Tìm thấy chưa? Tìm thấy chưa hả? Cái gì yêu tinh huynh đệ? Có phải cái gì đang đuổi theo thềm yêu không? Đã xảy ra chuyện gì? Để ta nói chúng... Bọn ta thấy thềm yêu chạy ra đây tác qua tác quái giành tiền xu. Vậy nên bọn ta đuổi theo. Sao rồi hả? Đại viên tối quá. Đại viên không xuống được. Vừa vào trong thì thềm yêu đã biến mất. Trong này trống rỗng, tìm không thấy gì hết. Bây giờ phải làm sao? Kim Bất Quán lấy ngân lượng làm gì chứ? Thiếp đoán là Kim Bất Quán. Chắc chắn là hắn muốn luyện kim tiền công rồi. Lúc trước hắn có được cho Ninh Bảo Châu, có thể hấp thụ hương quả nhân gian để trị thương. Bây giờ thì không còn nữa, nên là hắn phải ăn thật nhiều vàng. Sau khi nuốt vào mới có thể trị thương cho mình. Cái chân bị đứt kia mới có thể mọc lại được. Ê, nếu vậy ta hiểu rồi. Cũng có thể tới bây giờ hắn vẫn chưa khỏe. Chỉ có thể ra lệnh cho mấy tên thềm yêu giành giật tiền để hắn trị thương thôi. Có phải vậy không? Không sai. Bẩm báo của công chúa Củ Phò Mã. Bác công chúa phái tuyển dân đến. Mời Củ công chúa và Củ Phò Mã giờ mão đến bái tế cho Bạch đại vương. Ta biết rồi. Ngươi vất vả rồi. Nhạc phu đại nhân, đa tạ người luôn tán thưởng con, dạy cho con võ công và pháp thuật. Con nhất định sẽ lấy những gì con học được để giúp đỡ cho mọi người. Lâu quá rồi, thiếp cũng không dám tin phụ dương đã thực sự rời xa thiếp. Mãi tới khi thấy phụ dương nằm ở đây thanh thản như vậy, thiếp mới thực sự nhận ra phụ dương mãi mãi không bao giờ cười với chúng ta được nữa. Phụ dương, đa tạ người lúc trước đã thương yêu con nhiều như vậy. Lúc trước con quá ngang bướng, thường xuyên chọc giận người. Phụ dương, người yên tâm đi. Vợ con và Lưu Phong, hai chúng con sống rất là hạnh phúc. Và ngoại tôn của người cũng sắp chào đời rồi đó phụ dương. Phụ dương, người trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho chúng con. Phụ dương, người cứ yên tâm an nghỉ đi. Chúng con nhất định sẽ sống thật tốt. Đáng tiếc là chúng con vẫn chưa bắt được Kim Bất Quán, không thể ở đây lấy máu của hắn mà bái tế phụ dương. Không sao đâu, Trần Linh Bảo Châu bây giờ đã không còn ở chỗ Kim Bất Quán nữa. Chúng con tin rằng nhất định sẽ đánh bại được hắn. Chúng con nhất định sẽ nghĩ cách bắt cho được Kim Bất Quán. Chỉ là không ngờ nhị tỷ và thất muội đều mất cả rồi. Được rồi, tất cả đừng buồn nữa. Nếu phụ dương nhìn thấy, người sẽ rất đau lòng. Phụ dương, người yên tâm đi. Những ngày tháng sau này, chúng con nhất định sẽ nhớ kỹ những lời dạy dỗ của người, yêu thương lẫn nhau. Phụ dương, người yên nghỉ đi. hy vọng tiên thể của phụ dương có thể hấp thụ linh khí của trời đất, giúp người chuyển thế đầu thai thành người bình an, vui vẻ. Đến bây giờ, tang lễ của Bạch đại vương đã hoàn tất rồi. Có phải là nên mời tân dương của yêu giới và tân hậu yêu giới đăng cơ tại vị hay không? Kính mời đại vương đăng vị. Ta phải nói gì bây giờ? Nói mọi người miễn lễ đi. Mọi người miễn lễ ha. Đại vương à, thần có một chuyện muốn cầu xin. Cửu công chúa không cần khách sáo. Bây giờ thần không còn là công chúa nữa, còn ngài là đại vương của yêu giới, thần tôn kính ngài là lẽ đương nhiên. Cửu muội, có chuyện gì muội cứ nói thẳng ra đi. Bẩm đại vương, giờ nhân gian đại loạn đều là do Kim Bất Quán gây ra. Thần hy vọng ngài chỉ truy cứu trách nhiệm của một mình hắn, đừng truy cứu trách nhiệm của cả Thiềm tộc. Theo thần thấy có như vậy mới tránh khỏi được thù hận, ân oán không nối tiếp đời này sang đời khác. Ý hay, thần cũng tán thành. Cửu công chúa nói rất có lý, cứ làm như vậy đi. Truyền lệnh xuống, chúng yêu tộc không nên vì Kim Bất Quán mà làm khó Thiềm tộc. Kẻ nào làm trái sẽ bị phạt nặng. Có lý, đúng vậy đó. Vẫn còn một chuyện. Vẫn còn chuyện gì? Thần muốn trả lời Bảo Châu. Như vậy đi, ta thấy vẫn là nên đợi sau khi hai người bắt được Kim Bất Quán, hãy trả lại chân linh Bảo Châu. Được. Cũng đúng. Sao vậy? Sao vẫn chưa đến? Ta đợi có dầu ăn cơm chứ. Chuyện gì nữa vậy? Các dì à? Là chuyện gì nữa đây? Các dì tất cả nghe đây. Chuyện gì vậy? Các dì hương thân, mọi người đừng đợi nữa. Chúng ta đem rất nhiều hạt giống đến, mọi người đem những hạt giống này về nhà trồng đi. Có như vậy thì mới có lương thực để ăn. Mọi người lấy một chút đi. Không lấy. Còn Quynh thì sao? Ôi, ta không lấy đâu. Không thèm. Ta không lấy mà. Ai mà thèm chứ. Nè. Không lấy đâu. Ai mà thèm hạt giống của ngươi? Kim Bất Quán đại tiên sắp xuất hiện rồi, chúng ta có được vàng tự nhiên sẽ lo được cho gia đình. Ồn chết đi được, đừng có đi lộn xộn nữa. Người nhà của mọi người đều không có thức ăn để ăn, tất cả lấy về trồng sẽ có được lương thực để ăn thôi. Sao các người có thể phiền như vậy chứ? Phải đó. Đúng rồi. Chúng ta không lấy đâu. Chúng ta phải đi. Ta thấy hết cách rồi, ngày nào cũng đứng đây chờ vàng. Cái gì cũng không chịu làm hết. Bất Quán đại tiên ơi, chừng nào mới xuất hiện vậy? Nè, thiếp có một cách. Thật sao? Tránh đường. Trời, bánh bao này bán bao nhiêu vậy hả? Chúng mà bà sẽ biết thôi. Mấy ngày nay ta không có nấu nướng gì hết. Ta cũng thực sự không hiểu tại sao biến thành bánh bao bán cho họ nữa. Bọn họ thực sự sẽ nghĩ không thông, chỉ biết đợi người khác bố thí thôi. Đợi lát nữa ta sẽ hiểu thôi. Hả? Bánh bao bán cho ta đi, ta trả 1 lượng nè. Ta có 10 lượng nè, ta mua được không? Vàng tôi cũng mua nữa, tôi dùng 1 thỏi vàng mua hết bánh bao. Không phải là cần vàng sao? Ta có 3 thỏi nè. Nè, ta nói cho cô biết, nhà ta có rất nhiều thỏi vàng, mười mấy thỏi luôn đó, bán cho ta đi. Các chị à, đừng có giành nữa mà. Số bánh bao này sẽ không có bán đâu. Hả? Không bán. Tại sao cũng không bán? Nhiều bánh bao như vậy cho chúng ta dạy cái đi. Mấy đứa trẻ đói cả ngày rồi. Đúng đó, cả nhà ta ai cũng đói hết. Các chị à, các chị mua bánh bao rất là đơn giản, có thể miễn phí cho mọi người luôn đó. Nhưng có một điều kiện. Trời ơi. Nói đi. Nghe cho kỹ. Chính là mọi người phải đem những hạt giống này về nhà trồng, có được không hả? Được. Ta sẽ đối chết rồi. Cho ta đi rồi ta trồng. Chắc chắn ta sẽ trồng mà. Đúng vậy. Chị nhớ đó. Nhanh cho ta đi. Phải đó. Tạ. Đây. Bánh bao đây. Cho ta. Cầm lấy. Phải trồng hạt giống nha. Ta lấy thêm nha. Các vị hương thân à, nghe ta nói đi, các người nghĩ đi. Dù có nhiều ngân lượng đi nữa thì không phải lúc nào cũng mua được lương thực, có đúng vậy không? Nên là mọi người nhất định phải đem số hạt giống này về trồng. Có biết không? Biết rồi. Biết rồi. Nó đã làm hại chúng ta. dùng thói vàng này để làm mờ mắt chúng ta. Đúng đúng. Kêu phu quân chúng ta bao cản rồi. Đúng rồi. Kêu phu quân chúng ta về nhà đi. Đập miếu đi. Đi đi đập miếu đi, mau lên. Đập miếu đi. Đập miếu đi. Thôi. Đập miếu đi. Được đâu. Trời ơi, như vậy là không có được đâu mà trời ơi. Kim Thiềm đại tiên sẽ phạt chúng ta đó. Vậy chúng ta biết bao nhiêu lại tỏi vàng, nó có thể đổi lấy một tô mì hay không? Ông cứ ở đó mà chấm mê bất ngộ, cứ chờ chết đi. Ta về nhà làm rượu nuôi con, dứt khoát với ông. Trời ơi, không được đâu, không được đâu, làm ơn đi, như vậy là không được đâu. Phụ thân, con đói lắm rồi. Con ơi, con đói lắm, con muốn ăn, con muốn ăn. Phụ thân, được. Cho con ăn đi. Được rồi, phụ thân sẽ cùng con về quê để mà làm rượu, sẽ nấu đồ ăn ngon cho con ăn. Đập đi, 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 cái gì chứ? Kim Thiềm đại tiên, đập đi. Nhưng mà các vị hương thân, bây giờ ôn dịch đang hoành hành, phải làm sao đây? Đúng rồi. Nè, không sao, không sao, không sao, không cần sự. Lúc nãy quên nói với mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.